Thì bây giờ mình đang chuẩn bị đi bơi các bạn ơi. À, bây giờ nhiệt độ ngoài nó đang rất là nóng cho nên mình sẽ đi bơi nhé. Đang đi bộ tới. Ok. Cảm thấy rồi. Thì tụi mình đang lạc với mấy đứa bạn của mình các bạn cho nên mình phải gọi điện thoại bằng cái máy bộ đàm này. À, mỗi lần mình gọi mình sẽ bấm lúc này mình nói là alo alo chiku. Thì thằng bạn của mình tụi nó sẽ gọi lại cho mình, tụi nó sẽ hỏi mình đang ở đâu và mình sẽ, tại vì trên thuyền này không có wifi và không có điện thoại các bạn cho nên các bạn muốn xài các bạn phải trả tiền nhưng mà nó rất là mắc cho nên mình nên không ai xài điện thoại và wifi trên đây cả. Tại vì các bạn biết không, một ngày wifi nó tính là 15 đồng hay là 30 đồng tùy theo cái gói mà các bạn mua một ngày đó, cho nên chỉ có 3-4 ngày thôi cho nên mình sẽ không xài, mình sẽ đi quay phim và mình sẽ dùng cái máy bộ đàm này. Ok. Trung Lì đang đi gặp Ngân Lì. Ok, giữ cái máy đó nha. Thì tụi mình sẽ liên lạc bằng cái máy bộ đàm này. Ô mày anh mày khoe à vũ. À vô đi ra chứ. Đấy, cái này. Alo Trung ơi, tới chưa? Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sân. Wow, ở ngoài sân gió nó thổi quá các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ở đây mình chơi các bạn, coi có nó cái gì. Có cái công viên nước. Ok các bạn ơi, bây giờ mình với bạn mình sẽ đi khám phá gái Mỹ. Ok, gái Mỹ đích tự. Ở đây có kem nói chung. Ở đây ăn cà lem các bạn ơi. Hả? Lên đây. Lên lầu luôn. Đây. Vâng ơi, mở cửa ra. Lên đi luôn hả? Mình đi từ trong mình đi ra ngoài luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi chơi những cái hoạt động ở ngoài trời của nó. Đó, để chơi với là YouTuber đang nổi tiếng là nhìn nhất Saint Louis, nhất nhì Saint Louis. Ồ, ngắm gái đích bự các bạn. Tầng ở trên các bạn. Mình đang ở trên tầng thứ 12 là chỗ cao nhất của cái con tàu. Wow các bạn ơi, nhìn nè. Nó quá là bự luôn. Mình không biết là phải diễn tả như thế nào. Ở đây có một cái quán bán hamburger nữa. Ở đây có phim không? Ở đây thì cho tiền. Cái gió Mỹ đại hôm qua đó mà đi đi đây là nó thấy rồi đó, bữa nay lên nhìn thấy chừng nữa cái thằng gió đại á phi đăng đó kìa. Flow Rider World Clam, bây giờ mình sẽ đi chơi cái này trước đi các bạn ơi. Flow Rider Perfect Storm Kai Pet. Ô đích bự. Bây giờ chưa muốn chơi chứ. Chỗ nó đóng cửa, nó đâu mở cửa đâu. Thank you.
quá là mát luôn các bạn ơi. Mình có thể ngồi ở đây mình ngắm mặt trời mọc. Ghế Mỹ nó nằm đây nó tắm nắng các bạn ơi, quá đã. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi chơi cái này. Bây giờ mình sẽ đi chơi cái này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình xếp hàng các bạn ơi, rồi sẽ tới lượt mình nhé. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. À, nó chỉ cho mình chơi lướt dáng thôi chứ nó không cho mình chơi đứng các bạn. Bây giờ là cái dáng này chỉ nằm thôi. 3 giờ họ mới cho mình chơi cái đứng lên mới được. Oh, gái đẹp kìa. Rồi lên đường. Ồ, đây là tới anh này. Lên đường luôn. Coi anh Ấn Độ này chơi làm sao nha. Đứng đây quay này nha. Ok. Đấy, anh Ấn Độ này té 2 lần rồi. Bây giờ tới lượt bạn chung của tôi, ok? Yeah. Rồi sau đó là tới lượt tôi, ok? Trời ơi, anh Ấn Độ này đi đâu trời? Cố lên ơi, cố lên anh ơi, cố lên. Tới lượt chung đạt, ok. Kết. Ok. Đâu quá. Có lên chú ơi. Oh man. Chú là dữ không em? Đứng lên. Rồi, chú đặng té rồi các bạn ơi. Lần nữa. Oh. Chơi.
Ấm chưa? Bây giờ mình tới thành sự chơi nổ chung. Chơi khác này hả? Chơi nữa. Ok. Quay lần nữa ha. Hả? Quay lần nữa ha. Lấy cái khác không? Chơi đêm nặng nữa lên cái kia chơi. Rồi đợi 3 giờ đi xuống
vậy? Đi đâu vậy? Ok, tới chung đạn đây, come on, come on. Good job. Go, mẹ, chung đạn gò quá mẹ. Ngã kia nha.
Rồi, như vậy là một cái trải nghiệm chụp tiếng, chụp nước đó đã các bạn ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tiếp cái trò kia. Mình sẽ đi lên trên đó. Oh, thank you. Yeah, thank you. Thank you. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi với bạn của mình đi chơi cái trò tiếp theo. Đó chính là trò trượt ống cống. Ở dưới đây nè. Ok. Đi. Hồi nãy mình mới chơi trò đó xong. Bây giờ mình qua mình chơi trò bên này. Con thuyền nó vẫn đang chạy ra xa các bạn ơi. Còn cái clam thì chưa, mình chơi trước 6 giờ được rồi. Bữa nay mình còn nhiều thời gian mà. Còn nhiều còn nhiều ngày nữa. U đạo quá các bạn ơi. Hot shop. Bây giờ mình đi qua bên kia, đi qua hướng kia hot shop. Đi lấy cà lem ăn, tắm hot shop. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi vô hot shop tắm nha. Mình sẽ đi vô hot shop tắm. Nóng quá các bạn. Nóng quá. Ở trong cái hồ nước nóng này nó có mấy cái giòi nước massage đó các bạn. Các bạn có thể ngồi đó, các bạn để cho nó massage cái mấy cái xương sống của các bạn. Wow, nó rất là thoải mái luôn. Nó rất là nóng. Ok. Quá đã luôn. Không biết là cái GoPro này nó có chịu nóng được không? Để cho bây giờ bay. Bây giờ thử coi bạn tôi cảm giác thế nào. Hi chung chung feel good oh. Hello. Từ ở đây mình có thể nhìn lên mặt bờ biển các bạn. Ô. Oh. Mặt trời ở đường xe đó rất là ok. Bây giờ thì mình ngồi ở đây.
Cái hồ này không phải là hồ bơi nha các bạn, cái hồ này là hồ nước nóng. Bữa nay mình đi chơi hết mấy cái bạn đi. Đâu? Bơi hồ. Ngủ và chơi thôi, ăn ngủ và chơi thôi chứ không có cái gì hết. Ok các bạn ơi, bây giờ thì tôi đi lên đây. Wow, cái cảm giác đó quá đã luôn. Ô, bây giờ lên rất là lạnh các bạn. Ok các bạn ơi, thì sau khi mà đi chơi nước xong rồi, tắm nước hồ nước nóng xong rồi, mình với bạn mình mới nói hai chữ là rất là phê, rất là phê. Bạn tôi phơi không? Mặt bơ phở vậy. Bạn tôi giống như mới chích xe ke xong vậy. Bây giờ đi tiếp mẹ ha. Thì bây giờ ở đây nó đang còn thi khiêu vũ sexy các bạn. Bây giờ coi người nào sẽ biểu diễn sexy nhất. Bây giờ thì mình lại đi tiếp tục cuộc hành trình của mình đi chơi nữa các bạn. À bây giờ thì ngoài trời nó rất là gió, cho nên mình sẽ đi vòng vòng. Mình gặp quá trời người luôn. Toàn là người nước ngoài không. Nói chung là trên tàu này có hơn 5.000 người các bạn, 5.000 người. Bây giờ mình lại tiếp tục ngồi ở đây để quay anh này. Cái thứ hai các bạn, cái trò này nó khác với cái trò hồi nãy là mình phải đứng chứ còn mình không được nằm. Cái trò này là mình phải đứng nha. Bây giờ mình phải đứng lên nha các bạn. Cái dòng nước này nó rất là mạnh các bạn ơi. Thì lần này là mình đứng lên để sờ đẩy cởi sóng chứ không phải là mình đập để cởi sóng nữa. Mình phải dùng cái miếng dài hơn. Ok. Bây giờ mình sẽ cho bạn của mình đi trước. Ồ, mấy cái anh này leo giỏi quá. Ồ, đúng là super. Cái bộ này lâu à, chơi này xong chắc cũng chơi một lần à. Để đi chơi với Du cho có phim nha. Vô. Có một người đứng rồi, rất giỏi luôn.
Good job. Bây giờ tới em bé này coi. Cố lên, cố lên. Wow, giỏi quá, giỏi quá. Chơi anh là chơi. Cái này chơi rất là dễ có té các bạn. Cái này vẫn còn mới lắm. Lát nữa tới chung, bạn chung với tôi lên chơi. Giờ lấy cái đẹp lên. Để em bảo mic chơi rồi các bạn ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ coi em này em chơi thế nào nha. Rồi em này mới ra được rồi. Cố lên em ơi, cố lên em ơi. À. Rồi rồi. Mỹ đen ra các bạn ơi. Ông anh Mỹ đen này sẽ đi đây.
bởi người ta nói nhưng mà những nhân viên làm đây là những người chơi rất là giỏi, không được nhận là nhân viên. Ông cố lên anh Mỹ Giang ơi. Cái đó là cú té quá đẹp luôn. Đâu rồi đó, oh yeah, cố lên báo lửa rồi đó. Bỏ rồi, có thích kêu chiếc đó không? Hả? Có thích kêu chống nắng chưa? Chưa thích hả? Chưa thích kêu chống nắng hả? Chưa. Bạn tôi nó mới đi đó rồi phỏng các bạn. Phỏng đã phỏng. Lẹ vậy? Em đã gớt đài. Thấy vậy chứ nó khó luôn nha các bạn. Bây giờ tiếp tục. Rồi em này đã té nữa rồi. Oh no. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác các bạn. Mình chỉ cần chơi giỏi với ổng thôi. Ồ, ghê gớm quá. Ok, bây giờ tới bạn của tôi, chung tặng lên. Chung tặng lên. Let's go, go, chung ơi. Rồi chung là chung đạn bị ăn một cú rồi các bạn. Ok, cố lên, cố lên. Phải chung dữ quá ta. Đâu, đâu mình đi quay được khúc chung té thôi chứ mình không quay được cái gì cả.
vô rồi. Gớt. Bây giờ mình sẽ quyết định mình chơi thêm một cái nữa các bạn. Hồi nãy giờ mình chơi không được, mình phải chơi cho được. Rất là khó các bạn ơi. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ coi em này em trượt. Tại cho nhân ga là nó té này chung. Nhân ga đây nó lắc. Ok, bây giờ tới bố già khổng lồ nha. Quá đã. They don't let me. They won't let you. Yeah, Gonna have my favorite here. Yeah. So I can do it. Tới bố già nữa. Oh man, thì ông là ông giỏi các bạn ơi. Yeah.
360. Giờ tới lượt của bạn thân của tôi là Trung Đặng nè. Rồi, một cú cho Trung Đặng. Can you hold and give that to my phone? Yeah, yeah, yeah. Okay. Thank you. Khi mà trượt dán xong rồi thì mình thấy nó rất là khó và mình đã thất bại hai lần, nhưng mà rất là vui các bạn nhé. Ô quá lạnh luôn. Ok, đi đi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi về nhé. Như vậy là xong một ngày đi chơi rồi các bạn ơi, rất là vui luôn. Bây giờ mình đi về, đi xuống này hả? Đi xuống này. Dạ. Cảm giác chơi cái đó rất là đã. Thì chỉ có những con tiền bự này nó mới có cái trò chơi này thôi các bạn, cho nên rất là hên mà có cái trò chơi này. Wow. Wow, gió biển đẹp quá. Gió biển mạnh quá các bạn ơi. Tôi đang đứng ở ngoài biển đây. Bây giờ đi chơi nước thì chỉ có hai với mình thôi, mình và bạn thân của mình, vợ của hai người mình ngủ rồi các bạn. Ở lên thì không ngủ không à, nhưng mà vậy mới có cơ hội để cho mình đi chơi. Quá trời, bây giờ mình sẽ đi trả căng các bạn nhé. Mình đi trả khăn lại. Không, nó tính tiền. Để ghi thêm chung. Bây giờ các bạn có thể đi đi. Hey, I give my wife my car. Can you give me up? Swap out the reason.
đâu.